Xin chào mọi người. Cái video này là một cái video tín hiệu của Bitcoin. Ngày bây giờ là 8 giờ 33 phút sáng thì chuyện gì hồi tối xảy ra với Bitcoin thì rõ ràng mọi đã biết. Nó ngừng ở 28.800 rồi sau đó nó rầu rỉ lên thêm chút xíu. Những cái kháng cự 28.800 nghe vẫn được có thể sử dụng. Thì giá ngay bây giờ nó là 28.600 mấy, nghe nó lên rồi nó hồi lại. Nó phải phá vỡ con dấu số 28.800. Cái nếu bạn đọc nến, bạn thấy nến nó đang chồng chất lên nhau để đi lên vẽ dưới cây, những cây nến, một cây sợi chỉ đi lên. Cái ngay bây giờ mình không có nằm ở giữa, mình ngồi giữa máy tính thì mình không làm được cho bạn, đúng không? Chút nữa mình về văn phòng mình sẽ cập nhật lại thêm cho bạn một cái video. Thì rằng vẽ một cái đường chỉ đi lên, như bây giờ giá nó đang leo thang đi lên, đúng không? Vẽ một cái đường chỉ như vậy. Ok. Thì cái đường chỉ đó là cái đường chỉ nó nói bạn giá nó sẽ lên tiếp. Nó nếu nằm trên đường chỉ thì giá sẽ lên tiếp, nằm dưới đường chỉ là giá xuống lại một cách dễ hiểu nhất, đúng không? Dựa theo những cái thứ khác nữa nhưng mà đó là dễ hiểu nhất. Nếu ngay bây giờ nha, nếu mà nó tiếp tục, ok, ngay bây giờ nó đang nằm ở dưới đường chỉ nha, nếu mà nó đẩy lên lại cái đường chỉ nha thì giá nó sẽ lên lại 28.800, đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó sẽ rơi lại cái vùng cũng giống như cái vùng vừa rồi là 29.100, 29.500, ok, thì nó sẽ quay lại khoảng cái vùng đó. Con giá để mà có cái con giá mà nó tới cái mức mà 31.000, 32.000, ok, và hơn nữa thì nó phải đánh vỡ cái con giá 29.500, ok. Ngay bây giờ nếu nó lên lại cái đường chỉ đó, đúng không? Lên lại cái đường chỉ đó, đánh vỡ 28.800, vô cái khung 29.100, 29.500 thì nó có thể lên tiếp tục. Nhớ ngay bây giờ cái con trâu, nghe có nghĩa là thị trường lên đó, nó mạnh hơn cái con gấu ngay bây giờ giá xuống. Thì bởi vậy nghe, riêng thằng Bitcoin ngay bây giờ nó chống khá là ok. So sánh với những cái đồng khác nha, thì nó tới cái thời điểm đó rồi nha, nó chống và sau đó là từ từ thì nó sẽ đổi qua Ethereum, đổi vào altcoin. Nhưng ngay bây giờ nha, Bitcoin nó giữ giá khá là ok, những cái đồng khác sập nhưng nó không có sập, thì nó là vậy. Chút nữa mình về văn phòng thì mình sẽ cập nhật lại video tín hiệu cho bạn. Mình sẽ cập nhật hết tất cả những video tín hiệu sớm ngày hôm nay nha, để bạn có một cái sự chuẩn bị cho tối nay. Tối nay phát trực tuyến sẽ là 7 giờ tối nha, 7 giờ tối chứ không phải là 9 giờ tối nữa. Bởi vì 8 giờ tối là nó bắt đầu bay bổng rồi nha. 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng ở Việt Nam. Ok. Thì nó là vậy. Vậy thôi. Cho những người nào thích mình làm những cái video tín hiệu giống như là nói không thôi, hay là bạn phải thấy nhìn màn hình đúng không? Thấy cái này cái nọ. Ok, thì ghi bên dưới cho mình để mình hiểu là bao nhiêu người cần như thế nào. Ok, thì mình sẽ đi theo số đông. Ok, để chủ yếu là để cho bạn làm sao chốt đơn. Khá anh em, giờ rất là nhiều anh em nghe trong cái phát trực tuyến hồi tối hôm qua nhảy lên và cũng đã chia sẻ, khá là nhiều anh em đã chốt đơn. Ok, Solana, ok, bay cũng giống như dự đoán, đúng không? Đánh ngay cái vô, gọi là đánh vỡ cái đường chỉ cổ, sau đó bay lên một cái vèo, vân vân. Ok, thì chút nữa mình sẽ đi lại những cái đồng đó cho bạn. Ok, riêng ngay bây giờ nha, cái xác suất nó lên lại cái đường chỉ, đúng không, lên lại cái con giá 28.800, ok, 29.100, 29.500 cao hơn là tụt dọc đi xuống lại liền luôn ngay bây giờ. Ok, thì cái xác suất nó là vậy, bởi vì ngay bây giờ dựa theo những gì mình thấy thì cái xác suất là nó sẽ có một sự bay bổng thêm nữa nghe, trước khi nó hồi lại. Ok, để chi tiết thì chút nữa mình sẽ làm video cho bạn lúc mình tới là phòng.